Và một vấn đề nữa mà 10 người mua 9 người hỏi, đó là cái máy này cắm điện gì, có giật không? Thì cái máy này này cắm điện trực tiếp nguồn 220V nhá, 220V. Và khi mà cắm điện 220 ngay lập tức dây đây nó có cái cục nguồn đổi về 24V. Đây. Các bạn nhìn kỹ nhá. Đây, input 100 đến 240V. Output DC 24V. DC 24V tức là nguồn một chiều, nó như kiểu cái ắc quy. Thế là các bạn không lo nó giật. Ok chưa? Nó không thể giật được nhá, nó là nguồn một chiều, nó như cái ắc quy điện của các bạn rồi đấy. Chứ nó không thể giật được, ok chưa? Đấy, tất cả mọi thứ đều có. Cái tiếp theo là cái này có ngâm nó vào nước không? Nói luôn là cái này nó là một cái thiết bị điện. Ngâm vào thì nó không giật. Nhưng mà trong này nó có cái cục, trong này nó có cái bộ cục đồng, tức là có cái cuốn dây đồng. Các bạn ngâm vào bình thường nó chưa chết ngay, nhưng một lúc sau nó mới bó dây vào nó mới chết. Nghe được chưa? Đừng thấy video mà nó quảng cáo rằng là ngâm được nước mà các bạn ngâm chết chắc. Ok chưa? Đây, chỉ là cái bên mình thì bên xưởng người ta đã thiết kế cái vỏ rất là cứng và rất là khá là kín để mà bảo vệ nước khỏi cái này. Nó bắn vào bình thường thì không sao, nhưng mà ngâm hẳn xuống thì không được nhá, chết máy. Sở đấy nên là người ta làm rất là kín. Cái vì nó làm kín nên là khi mà các bạn làm lâu nó sẽ bị nóng, bởi vì là khi mà mình motor nó chạy thì nó sẽ phát sinh ra nhiệt, nó sẽ nóng. Và trong này nó không có cái để mà làm mát ở trong này, nên là làm lâu nó sẽ nóng. Nên là một vài bạn hỏi là một thời gian cầm tay nó nóng, bởi vì chắc chắn thôi, cái này nó chạy nên là nó sẽ nóng là bình thường thôi, không vấn đề gì đâu nhá. Nóng các bạn cho nghỉ vài phút là nguội cho mà, cái gì cũng thế thôi. Đây, nó là cái cục này ở trong nhá.